thời gian của chặt đề để chia sẻ về hình ảnh lễ dân đèn nước đồng bào Khmer như thế nào và quý chú anh chị theo dõi video ngày hôm nay. Ngày mới cũng xin chúc cho đồng bào Khmer một ngày tốt và đồng hành cùng mình ở đây xem lễ đây dân đèn nước của đồng bào Khmer nghe các chú anh chị. Chia ti lây lia nây ca ngăn tia cải mùi khăn pram cho chọc trong sân áp đọc khăn mùi slap đau tài mùi bìa có lưu chơi thơ ốc đúc con bao chìa cuộc đời của riêng của riêng ruột đỏ ấy xa ủ xa ủ xa tôi có thắc ưu tiên mà hát tây tô thọc mạng ưu tiên mà hát tây kêu sau thắc ưu tiên mà hát thật nè ấy ưu tiên mà hát tây kia 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 tây Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đây là lễ của đồng bào Khmer, quý vị, quý chúng chị. Thì tới tháng 9 là bắt đầu làm lễ đưa dân đèn nước cho tạ ơn trời phù hộ cho chúng mùa bội thu đó, quý vị, quý chúng chị. Đây là phong tục của người Khmer. Rất là đông vui bà con mình tham gia cái lễ hội này nha. Bây giờ tiếp tục tối nay lễ của đồng bào Khmer là lễ dân đèn nước cho đồng diễn ra tại xã Tà Văn của huyện Trần Đề, quý chú chị. Đây là hình ảnh mình đang đứng ở khu vực xã Tà Văn của ấp Chắc Tân. Đây, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho quý chú chị xem về hình ảnh của ngày hôm nay. Đây là cái phong cảnh dân đèn nước của đồng bào như thế nào nha. Đây là hình ảnh rất vui nhộn với tụi chú chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi dưới bóng đèn rồi. Thank you.
tay cũng xin tạm dừng video tại đây. Xin chúc quý vị chú anh chị các bạn một ngày mới vui vẻ và đón xem những video tiếp theo của sông nước miền Tây nếu có hay muốn hãy đăng ký kênh để thương chia sẻ cùng xem. Xin chào.